Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trà sạch vỏ đậu xanh nhé, để mình có thể làm nấu xôi hoặc nấu chè, hoặc là mình có thể làm các món ăn nhé liên quan đến đậu xanh nhé các bạn nhé. Đây là đậu xanh nhé, khi mình có những hạt đậu xanh này mà mình không biết làm cách nào để trà được đấy, thì rất đơn giản các bạn nhé. Các bạn cho mình ra một cái thớt như thế này nhé, và các bạn có dụng cụ ấy thì mình có thể dùng bằng dụng cụ lăn, hoặc không có các bạn đơn giản là mấy cái chai. Các bạn dùng cho mình cái chai, các bạn nâng cho mình nhé, các bạn chỉ cần nâng nhẹ đi là đã dập rồi các bạn ạ. Khi mình phơi đỗ nó đã giòn rồi ấy, thì mình lăn chỉ kẹo lên là nó dập ngay, thì không phải mất công nhiều các bạn ạ. Mình có thể làm như thế này để mình nấu chả đỗ các bạn, chả đỗ chay hoặc chả đỗ các bạn nấu cái thịt ấy rất ngon nhé. Các bạn, như vậy là mình đã trà được một đấy đấy. Còn những cái hạt đấy sau đó mình sẽ lọc riêng ra các bạn nhé, để mình lại trà tiếp nhé, để cho nó lăn lên như cái chai này thì cho nó sẽ ra bớt nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lọc nhé, các bạn dùng cái đĩa nhé. Khi những hạt đỗ tròn ấy nó sẽ lăn xuống nhé thì mình sẽ bỏ ra, còn những cái hạt đỗ mà nó không lăn được ấy thì tức là những cái mảnh ấy nó sẽ không lăn được xuống đĩa như này nhé. Đây các bạn. Đây, mình cứ cho lên trên ấy, là những hạt đỗ tròn ấy nó sẽ ra nhé. Đây, các bạn là mình bỏ ra nhé. Thì các bạn khi mình ấy trên cái đĩa này nó không còn hạt nào xuống nữa là được rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ấy một lớp khác các bạn nhé. Các bạn giải đưa thớt cho mình nhé, và các bạn cứ thế các bạn nghiền nát cho ra nhé, chỉ cần vỗ dập ra là được các bạn ạ. Ít như thế này ấy, thì hầu như là không còn hạt nữa các bạn ạ, và mình sẽ ấy được luôn nhé. Nếu mà các bạn dùng nhiều ấy, thì các bạn phải tách hạt nhỏ ra nhé. Đây, nó chỉ còn thỉnh thoảng còn hạt thôi. Còn đâu là mình đã nghiền dập được hết rồi đấy các bạn ạ. Các bạn cứ trà ít một ấy, thì mình không phải lọc nhé. Tự các bạn cứ làm đến hết cho mình nhé, mình chỉ bông một nắm nhỏ như này thôi, mình chỉ cần mấy lần là hết rồi các bạn ạ. Đây các bạn cứ làm như này thôi. Vậy là mình lại được một mẻ nữa rồi đấy, rất nhanh các bạn nhé.
Thế các bạn, sau khi mình chà xong mình đã được đỗ đây, mình đã tách được làm đuôi đây các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ ngâm nước nóng nhé để mình lại bỏ vỏ nhé. Các bạn cho mình nước ấm tay để mình ngâm nhé. Thì mùa này là mùa lạnh ấy, thì các bạn cần ngâm nước ấm ấy, thì nó sẽ nhanh chà được vỏ nhé. Nếu mà mùa hè thì các bạn chỉ cần ngâm nước mã là được, nước giếng còn nước lọc đấy các bạn. À, nhưng với mùa này mùa đông ấy, thì các bạn ngâm nước ấm tay nhé, và 2 giờ sau ấy, thì các bạn sẽ đem đi chà vỏ được nhé. Mình cứ ngâm đây trong 2 giờ nữa mình sẽ chà vỏ. Bạn, sau khi mình ngâm đỗ được 2 giờ nhé các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi rãi sạch cái vỏ này đi các bạn nhé. Với cách làm này thì rất đơn giản, các bạn có thể là tự làm đỗ sạch ở nhà mình ấy để ăn nhé, không phải lo là khi họ xay thì hay có chất bảo quản ấy nhé. Đây, bây giờ mình sẽ cho một chậu nước thì mình đãi vào. Các bạn cho đỗ vào cái rổ nhé, sau đó mình sẽ chà cho nó sạch cái vỏ đi các bạn nhé. Đây. Các bạn nhẹ nhàng các bạn nừa nó ra nhé, thì nó sẽ nổi lên trên nhé, cái phần phần vỏ đỗ ấy. Đây, sau các bạn đó các bạn cho ra nước là được thôi. Đây. Mình cứ nhẹ nhàng như thế này các bạn ạ, là nó sẽ ra hết thôi. Nước ở trên này toàn vỏ đỗ đây các bạn. Đây, mình cứ ấy hết nha là nó sẽ hết thôi. Thì các bạn, như thế này là sạch tương đối rồi đấy các bạn, cần như thế này thôi. Vì vỏ đỗ này ăn cũng rất tốt các bạn ạ, nên là mình không cần là bạn đãi kiệt quá các bạn nhé. Tương tự các bạn làm này khác cho mình như thế nhé. Thì các bạn đãi cho mình cho đến hết nhé. À, quên, mình lừa cái vỏ đỗ ra nhé. Đây là mình ấy này, không ấy không có, phiền mình cho vào một cái giá to các bạn ạ, lừa thì nó rất nhanh. Đây là còn thì chỗ này nó chặt nên là mình chỉ làm được cái này thôi. Nhà mình cứ luộc nấu bánh chưng ấy là cứ đỗ chầm được ấy, sau đó cứ phải nửa mấy cân đỗ các bạn ạ. Thì nhà mình thường nấu một nồi gạo thì phải mất độ 6 đến 7 cân đỗ này mình nửa nó mới lâu chứ nhiều, còn như này thì quá ít. Khi đỗ bạn làm như thế này thì đảm bảo các bạn là đỗ này ăn bở và ngon hơn khi đỗ các bạn mua ở chợ người ta nghiền sẵn ấy. Không không thể bở bằng đỗ này được. Bóp một kẹo cho những cái vỏ này nó chưa chóc ra hẳn nhé, nó sẽ ra nhé. Đây các bạn, sản phẩm sau khi mình làm xong đây các bạn ạ, mình đã được đỗ, mình đã chà vỏ sạch sẽ các bạn nhé. Các bạn thích có thể làm cách đỗ này nhé, để mình nấu xôi hoặc là mình nấu chả đỗ ấy, hoặc là gói bánh chưng đều được hết nhé, với những cái chè các thứ đều. Chúc các bạn thành công với cách làm này nhé. Bạn thích có thể like chia sẻ giúp mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé. Đấy, như vậy là mình đã làm xong rồi các bạn ạ. Các bạn nhớ like và chia sẻ cho kênh giúp mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Mình xin dừng video tại đây nhé.
là mình đã trà xong đũa đấy các bạn ạ.